Tại Bắc Giang, sáng nay, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 409 Quân khu 1 đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Được thành lập ngày 17 tháng 3 năm 1984, Lữ đoàn 409 đã nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh, tham gia chiến đấu và lập nhiều chiến công xuất sắc, viết lên truyền thống, tích cực, chủ động, đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, sáng ngời, chất thép. Trước nhiệm vụ xây dựng quân đội tinh gọn mạnh tiến lên hiện đại, đặt ra cho Lữ đoàn 409 yêu cầu phải phát huy tối đa khả năng cơ động, sức mạnh chiến đấu của lực lượng tăng thiết giáp. Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn đã không ngừng ra sức huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, luôn là một trong những lá cờ đầu của lực lượng vũ trang quân khu 1 và lực lượng tăng thiết giáp toàn quân với nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện, diễn tập và các hội thi, hội thao. Tiếp nối truyền thống đã ra quân là đánh thắng của bộ đội tăng thiết giáp anh hùng, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 409 đang tích cực thi đua, ra sức huấn luyện, nâng cao sức mạnh tổng hợp về mọi mặt, khẳng định vai trò là quả đấm thép trong sức mạnh của lực lượng vũ trang quân khu 1.